Nào nghe bỏ bớt à, để đây anh chỉ cho cách làm cho nó nhanh. Rồi cái hôm qua anh đưa em đâu đây, đây hôm qua có được một cái đường link nữa, đường link đâu mở em mở cái đường link hôm qua đây, đường link mà hướng dẫn để mấy mấy thầy quạt á, mấy thầy quạt á, đường link mấy thầy quạt á. Đây thì ở đây á, sẽ có những cái hướng dẫn là mình sẽ vô đây để mình coi nha. Nè ví dụ như là tạo quen ao nè, tạo tạo tiền tệ nè, có tên viết này là cao code nè, tạo tài khoản nè, như thế nào nè, tạo tâm data nè, tạo item group nè, tạo cái đo lường đơn vị nè, warehouse nè, business partner nè, business partner nè, như mà business partner muốn business partner chính là gì, business partner nghĩa là nhà cung cấp và khách hàng. Nhà cung cấp là gì, nhà cung cấp là mình mua hàng của họ hoặc là mình mua dịch vụ của họ, họ cung cấp cho mình. Còn khách hàng là mình bán hàng, nghĩa là mình thu tiền từ 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 khách hàng và mình trả tiền cho nhà cung cấp, hai cái khác nhau nha. Đó, thì để tạo được trên SAP á, thì bây giờ trên trên SAP thì khi mà bắt đầu vô triển khai cho khách hàng sử dụng thì mình phải đổ những cái danh sách khách hàng nhà cung cấp của họ có sẵn vô trong SAP để sử dụng. Còn sau này á, họ sẽ tự tạo bằng tay chứ không đổ vậy nữa, thấy không? Sau này ví dụ như sau này nó muốn sau này có một phát sinh là một nhà cung cấp mới, nói ví dụ em nói ví dụ bây giờ phát sinh nhà cung cấp mới đi, thì mình sẽ cần vô business partner, data nè, menu nè, hoặc ở đây em không giờ mình không nhớ, dù mà anh không nhớ thì anh chỉ cần gõ đây sạch nè, sạch data sạch menu nè, anh gọi là b view business đó, thì mình thấy là view business partner master data, bấm vào đây nó cũng ra giống như mình bấm bên này thôi, hai cái này giống nhau đó, hai 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 cái này là vô và giống nhau một một cách, thấy không? Đó nè, đóng lại nè view business partner data nè. Đó, mình ra chuột vô đây mình sẽ thấy nó để là đường dẫn đi từ đâu, menu sẽ vào đây, thấy không? Không vô tới đây mặc định cái khung này á, mặc định khi mở lên á thì nó là đang là tìm kiếm thì ở đây cái ống dòm này nó đang đang mở, nghĩa là đang bấm tìm kiếm. Còn ở đây là thêm mới nè, còn mũi tên nè, mũi tên là tới lui để đi tìm những cái nhà cung cấp nào nó đã nhập trước đó, hiểu không? Rồi đầu tiên mình sẽ là nhập nhập vô mã là gì, đúng không? Đây là một mã, mã thì mình cứ sẽ có quy định mã gì mình nhập vô, ví dụ mã là giờ mình nhập sàn đầu tiên là khách hàng là Viettel đi nha, mình vô mình điện lực đi, điện lực các bạn, điện lực đi, điện lực EVN Hồ Chí Minh, đúng không? Rồi mình tên là Hồ Chí Minh đó, rồi dùng đi đây là tên, là tên tên Việt Nam chứ là tên nước ngoài nghe, mình hai tên khi sau này khi ta in qua ta muốn in tên nước ngoài ta in đó, mình muốn nhập không thì cái này không cần nhập. Rồi nhóm nhóm nào nhập vô thì nhóm thì hiện tại mình có một nhóm à, một nhóm mà không mình nên mình chỉ chọn được một nhóm thôi. Rồi tiền tệ thì mình chọn đây là Việt Nam đồng hay là on currency nè, tùy theo muốn, nghĩa là khi mình chi trả cho ông này là mình chi trả bằng tiền gì đó, gì đó, đó. Chi trả ông này thường là chi trả bằng tiền Việt, em khi nào mình trả là tiền điện, trả tiền đô đâu, đúng không? Đó. Chúng ta khi nào mình trả này tôi thanh toán cho ngân hàng điện lực bằng tiền đô, nó đâu nhận quy ra tiền Việt, đúng không? Nhớ cái loại này nè, loại này loại vendor nhậm cấp, mình mua bán mua điện chứ đâu mình có bán gì nó đâu mà mình để là mình có khách hàng, đúng không? Nhậm cấp đó.
Rồi đó, khi mình đào nhập đủ thông tin thì vậy là add được rồi, add vô data range gì đây, tùy rồi tự nhiên này add vô, tùy add vô nha. Đó thì mình đã nhập được, mình đã có được nhận cấp. Còn những thông tin liên quan mình sẽ nhập thêm, là ví dụ như là số điện thoại, con điện lực này, số bao nhiêu, rồi mô, rồi những thông tin liên quan mình sẽ nhập vô. Đó rồi, khi mà muốn liên hệ ông điện lực này á để làm việc á, thì liên hệ với ai, người nào thì mình sẽ nhập trong cái tab rồi còn contact person, rồi liên hệ với kế toán là ai mình nhập vô, thì mình phải default thứ nhất là liên hệ với là kỹ thuật, kỹ thuật đó, kỹ thuật tên là Mr. gì đó, Mr. An đi đó, số điện thoại bao nhiêu mình nhập những cái thông tin vô, số điện thoại là bao nhiêu mình nhập vô, 0978567133 ví dụ vậy. Khi mà liên hệ kỹ thuật là bữa này update đó, rồi liên hệ cái, rồi liên hệ về hóa đơn chứng từ kế toán thì liên hệ với bạn nào nhập vô đây, ví dụ như tới quy định dùng kế toán, kế toán là Miss gì đó đi, Miss kế toán đi, rồi số điện thoại là 09678 gì đó đi, nó đơn giản vậy mình nhập theo ha. Rồi update, khi người ta tra dữ liệu ra, người ta nhìn vô đây ta biết đúng không. Rồi thứ hai, địa chỉ xuất hóa đơn là bay tu, địa chỉ giao hàng ship tu đó mình nhập vô, ví dụ địa chỉ đi bao nhiêu, địa chỉ này địa chỉ là xuất hóa đơn, hóa đơn đó, ví dụ đây địa chỉ gì sẽ nhập ở trong, ở Việt Nam mình không có chia ra nhiều, mình có thể chia ra cũng được, nhưng mà tùy theo cái hệ thống ở đây thì mình sẽ nhập địa chỉ đầy đủ ở đây là gì đó đi, 7 Hồ Chí Minh, mình nhập đầy đủ ha, anh nhập demo nhập tạm mình phải nhập đủ đúng không, ví dụ city là Hồ Chí Minh nè, anh có mốt mình có thể lập ra khách hàng ở Hồ Chí Minh, khách hàng ở quận Country là quận 7 khách hàng, rồi Việt Nam ví dụ vậy đó, mình update rồi, thế là phần là payment term. Payment term thì đây là điện lực thì thanh toán như thế nào, có hóa đơn thanh toán liền luôn đúng không, thanh toán sau mấy ngày, điện lực thường thanh toán sau lực mình phải reply thêm, thanh toán sau 15 ngày được không, điện lực có cho phép thanh toán sau 15 ngày không, tùy theo đó, bây giờ điện lực cho phép hay không thì đây mình chỉ là lại ví dụ thanh toán sau 5 ngày, thanh toán sau 5 ngày đó ngày đó, ví dụ vậy thì đây là 5, nghĩa là quá hạn với 5 ngày thôi, không được hơn 5 ngày là cắt điện à đúng không, nó thì mình để đây đó. Rồi ông điện lực này có chuyển khoản ngân hàng không, có số tài khoản ngân hàng không, có thì mình sẽ vô tài khoản ngân hàng này, mình chưa thiếu nè, thiếu cái DeFi cái này là Singapore nè, Singapore cái DeFi cái này chọn sẵn đây nha, chứ có lẽ phải có Việt Nam ở đây, cái này thì phải nhập cái này trước, này cũng có nên chọn đại đi ha, số tài khoản nè, EVN Việt Nam chẳng hạn đi, anh nhập đại nha, chọn đại thông tin có thể không chính xác, rồi đó dùng về xong đó, rồi mình run không cần, cái này không cần, sau account này á không áp vô cho mình á. Tại sao có số account bắp vô? Bắp vô cho mình đã setup sẵn cái này rồi. Khi mình setup cái tự động nè, DL, Determination thì mình setup nè, setup chỗ này nè, phải trả cho người bán nè, phải nhớ tài khoản gì bắp vô thì tự động nó sẽ lấy ở đây, nó bắp vô đây cho mình. Chờ đó, không cần làm nữa. Rồi đó, đó. Đó là cái business mà mình nhập vô những thông tin đó.
Và một cái là như thế, hiểu chưa? Tương tự như vậy, cái thằng customer cũng nhập giống vậy. Đúng rồi, đổi lại banner customer. Đó, nó nhập như vậy. Rồi khi mà người ta đưa dữ liệu mình nè, thì đưa dữ liệu mình là bao nhiêu cái đây? Như đây, như đây cái này. Thì mình nhập tay từng cái vô cũng được, nhưng mà giờ như đây là hơn 2.000 cái đi, 2.000 customer thì nhập tay sao nhập nói. Thì mình sử dụng cách mình đổ một lần bằng Excel vô. Và trước khi đổ mình phải chuẩn bị. Phải chuẩn bị là tôi có những nhóm, nhóm gì? Và tôi có những cái khoản thanh toán gì cho đây. Và tôi có những cái buyer, customer gì đây. Đó, tôi có những cái này. Và tôi có những banlist gì đây. Thấy không? Phải có, phải chuẩn bị. Tôi có những địa chỉ gì đây. Không phải đổi được. Hiểu chưa? Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị như sau. Đầu tiên là OCRG là đây, OCRG là đây, mình phải nhập vô một cái nè. Đổ cũng được nhưng mà đổ mất công, nó mấy cái à, nhập luôn có dễ. Đó, bây giờ đổ này vô trước. Bây giờ mình sẽ mình lên nè. Shop nè. Như partner nè. Mình sẽ là customer group. À, mình sẽ mới vô trước. Group. Nhưng mà group mình là có là group đây mình filter lại là filter là những thằng đó group này, group này có rồi, đây là cao nó đây nhấn vô updates. Hả? Mấy cái này mấy cái BC group này ít cho nên mình chỉ cần mình nhập tay thôi, chừng nào cái nhiều mình mới đổ hệ thống. Rồi. Rồi xong tới vendor. Vendor thì đây sẽ cho vendor. Đó, rồi. Đó. Mình copy vô thôi. Đó nè. Được xong này. Đúng không? Đó. Xong này. Thì xong cái này rồi ấy, thì mình phải lấy được cái mã. Thì để lấy cái mã thì mình sẽ vô query nè. Query generator. Bản là bản gì? Bản gì đây mình coi bản này bản gì đây. OCRG. OCRG. Siêu. Đó. Thì mỗi thằng này có một mã nè, thấy không? Bây giờ mình lấy cái mã này, chủ yếu mình sẽ lấy được cái mã này copy table nè. Mình sẽ này làm để bên này đi. Đó. Bên này đến cái mã nè. Và dữ liệu là trong hệ thống mình nhập là ok nè. Dữ liệu của khách hàng đưa nè mình mới nhập ra. Đó, được chưa? Đó, được chưa? Chút xíu tự dự từ đây mình phải dò qua ha, để đi. Ở đây. Bên tâm thì đây net 7 ngày, net 30 ngày, net gì đó.
cái bảng này tiếp. Thì cái này nhập ở đâu? Cái này thì mình nhập ở đâu? Cái này mình sẽ nhập ở trong chỗ gọi là payment form này, thấy không? Rồi. Bảy ngày. Cái này một tháng 7 ngày hả ta? Cái này nó coi này có để không? Đây, 7 ngày hay là một tháng 7 ngày? Có tạm làm để 7 ngày đi đó, mình coi sao đi, chỗ sao đi. Đó. Rồi 30 ngày nè. 30 nè. Rồi đây nữa. 60 ngày nè. Đó. Rồi. Xong em, rồi xong rồi bản này bản gì? OCTG. OCTG. Tool nè. Validation generator nè. OCTG. Tab nha, tab nó qua nha, SQ. Đó. Copy, có mấy cái dư ra kể đi. Cái dư nãy mình tạo test đó. Ở đây. Đó, ở đây có rất nùng nè. Dạ. Rồi, cái này. Cái này là OSLB đúng không mà, sale à. Sale mà buyer nè. Thì mình nhập vô luôn. CBR là đâu? CBR thì setup có biểu diễn vẫn là CBR nằm đâu ta? Thì nó không biết menu đâu. Sale rồi email nè. General sẽ nè. Setup general. Đó, không biết thì vô đây xả thôi. Chứ đó thì mình nhập này tiếp. Đây. Đó. Cái này cũng có đổ được nhưng mà bây giờ ít quá thì mình giới dán vậy thôi. Nhưng nào nhiều dòng dữ liệu á thì mình mới đổ nha. Rồi. Đó, ok. Đó. Xong tới cái này. Sau khi mình có hết mấy cái đó rồi á, mình mới chuẩn bị cái này nha. O này OSB, OSLB đúng không? Lấy cái này ra. OSLB như vậy. Thiếu gì em? Kệ đi, đó là demo mà. Demo mà. Nè, đây có nè. Thiếu. Thiếu dòng không? Ok đi, để ngồi đó bổ sung sao. Rồi, ở đây. Thiếu dòng không? Đây sao? Đây 7 dòng, đây 6 dòng không? Rồi, tính sao đây? Rồi. Tôi qua đây. Đó. Sau nhập xong đó rồi, qua đây mình mới làm. Nha. Thì mã đây, mã cho mình luôn. Tên cho mình luôn. Còn có cái... Currency chỗ này thì mình được sửa lại là Việt Nam đồng hết đi. Này sửa lại Việt Nam đồng hết đi. Để Singapore đâu. Tại vì bên đang thực hành Việt Nam mình để Việt Nam đi. Đó. Vì tao run này thì cái này không còn. Đó. Thì bây giờ để làm
để làm thì bây giờ mình sẽ lấy một xem led qua nha. Xem led qua. Data là không. Xem led mặc định của nó nằm trong đây nè. Sub data một bên. Xem led nè. Xem led nè. PC với mặt nơ nè, lấy thêm cái trắng về làm cho dễ. PC mặt nơ nè, PC mặt nơ master data nè, PC OCD nè, đúng rồi. Đó, góc này đọc qua bên đây đi, tạo mới đi. Rồi bây giờ mã đúng không? Mã thì mình lấy mã qua thôi. Mã với nem là giống nhau nè, loại giống nhau nè, currency đúng không? Mã lấy mã qua. Mã đây đúng không? Lấy qua rồi. Cạc nem là cái nào không qua? Bên em nè. Đúng không? Qua đây. Rồi. Cạc thai nè. Cạc thai là bên thai nè. Cái nào là supply, cái nào là ấy này, nó có đánh dấu cho mình nè. CS nè. CS cũng được, mình xài C hoặc mình xài cái chữ này của nó. Nha. Chữ này cũng được, hoặc mình xài chữ C, chữ L, chữ S cũng được. Nha. Group code. Bây giờ group code làm sao? Group code làm sao đây? Code này 1, 2 đây, 1, 3, 1, 4. Đây có sẵn code cho mình luôn. Nhiều thằng nó không có sẵn code đâu. Đó. Có sẵn code cho mình luôn rồi nè. Em qua đây. Group code ở đây. Chưa có tìm dò ngược qua. Đúng không? Này có sẵn cho mình luôn rồi, này sẵn rồi. Tới nào nữa? Email. Email đúng không? Email thì email, mail address nè, thấy không? Có email không? Email. Đó. Rồi gì nữa? Fill tab ID nè. Tab ID thì đây mà gì đây? Đây có không? Tab ID là cột nào? Tab ID là đây nè, fill tab name nè. Nè, tab ID là cột này nè. Mà xu thế. Nôn thì này cái nôn thì mình để trống chứ không có để nôn nha. Vậy thì mình mới làm cách nào? Đó, nôn này mình phải bỏ nè, nôn này bỏ nè. Đó, bây giờ số điện thoại nè số điện thoại thì mình để là coi con đâu, số điện thoại ở đây coi con nè, con một con hai nè, phát nè, giờ con một đi, nhập vào con một đi. Khi mình nhập á, con này mình nhớ mình coi á, kích thước bao nhiêu. Khi người khách hàng nó đưa cái này dài hơn á, nhập vô cũng không được nữa. Lưới. Khi người khách hàng đưa cái tên nè, mình có tên. Cái tên này á, chiều dài nó 100 ký tự. Nhưng mà khách hàng đưa mình hơn 100 ký tự, thì mới nói, cái chỗ này phải viết gọn lại giùm em. Mình muốn biết được có đúng hay không á, thì mình tiêu ô này nữa, mình bằng hầm bằng mà. Hầm len nè. Bấm ở đây. Enter mình biết cái này có nào dài hơn không? Mình check nè, mình thấy mình khi mình làm mình kiểm tra nè.
Thấy chị ơi, em bảo dữ liệu thấy cái này nó dài hơn số lượng cho phép của hệ thống mà chị viết gọn qua em chỗ này, viết tắt lại cho mình, sửa lại cho mình chỗ này mình mới nhập được. Có những trường hợp nó dài, còn trường hợp này là có anh đưa chuẩn rồi cho nên không cần, hiểu không? Rồi phát không có, rồi giờ cái loại không có ship tu cái này không tính sao, cái này mà địa chỉ tính sao đi, email email đâu rồi, contact person đưa sao đó, tạm thời là như vậy là mình đưa được rồi đó, mình đổ được rồi đó, còn còn cái nào nữa không đó, tới bằng địa chỉ nè, address nè. Cái này đối gì đây, cái build to ship to rồi, ví dụ như vậy đi, vậy là mình đổ được rồi đó nha. Còn nghe tới phần address này, address này mình sẽ tính sao, address này mình sẽ đổ sao nha. Address mình sẽ đổ sao, address thì đây nó có mã có sẵn cho mình không ạ, nè chút xíu là mình đổ sao, nó sẽ là đổ mình đổ cái đổ thằng này trước đi, xong á copy này này nha, copy khúc đó thôi, copy tới khúc ấy thôi, tới khúc dữ liệu có thôi, không copy hết. Nhiều quá à. Có tới tới đâu nhiều quá à. Ủa, cái này cũng không chọn rồi. Tới đây thôi. Tới đây hết rồi. Cái này không có nhập dữ liệu bỏ qua cũng được nha. Copy nè, mở nó phép lên, nó phép nè, cái này vô, rồi sao, cái này tiếng Anh không mà không có tiếng Việt cho nên mình không còn quan tâm đến với UTF-8 này cũng được, hiểu không? Cái này BB, BG bật nơ rồi, ha. Đó, thì, đây là laptop đi ha. Đó, rồi. Rồi, sau đó dùng DTW nè. Nè, run admin nha. Rồi. Ở đây chọn server 16, send server. Plus đúng rồi ta. Không, phải đổi bản này chứ không có cấp thẳng cái sale lên được em. Đó, sale chưa? Sale hả? Sale nó cũng được mà cái này hay hơn, cái kia nó lâu rồi. Đâu ta bay, ta bay nào? Cái que mà cái nào? Đây hả? Đây rồi, rồi. Bây giờ mật khẩu là gì nhập vô? Rồi inbox nè. Hết rồi. Master data ha, này chọn master data ha. Rồi add new nè. Rồi chọn là business partner nè. Business partner master data nè. Business partner nè, đây không có địa chỉ nên mình đổ trên thôi, địa chỉ đổ sau. VB nè. Net nè. Sụt data nè. Ok nè, net nè. Bỏ qua nè. Chạy nè. Đó, vô hai bốn cái giờ không nè, vô hai bốn cái nhưng mà chưa chưa đổ mới chạy thôi, rồi giờ mới anh mới chạy nè, giờ mới chạy thiệt nè, nè nét nè, giờ đổ vô hồi nữa em còn database nào khác để làm không, không em còn cái database nào mà hồi trước là database nào mới có cháu bà cao không?
Hồi xíu em làm lại nha, em đổ lần rồi em không em đâu đổ được nữa đâu. Đấy. Vậy đổ vậy vô. Vậy nhìn em hiểu cách làm không? Có. Đó. Nét tới, ví dụ giờ mình nét tới là mình đổ vô như đây cái nè, nha. Đó. Đó đổ rồi sức mình từ từ thấy anh một chút lại thôi khỏi đi đó vậy thứ em đổ tới đi nè em đổ vậy là vô anh không có đổ em mới chạy thử thôi rồi tiếp theo là tới tương tự vậy mình đổ vậy tương tự vậy mình sẽ đổ cái file này cũng giống vậy file này thì O C R B nè banh nè file banh nè banh nó thì nó là O C R banh là cao nè banh cao thêm cái này nè đó nó thế này cái bên này cao thế này thì mình có dữ liệu vô để mình chuẩn bị mình đổ thôi đó rồi file này file bên này cao thì ít đổ lắm bây giờ mình đổ cái này trước đi đổ này hay xài nhiều với cái này address cũng vậy cái address thì ứng với cái này ứng với mã này là địa chỉ gì loại nào address thì mình cũng phải chuẩn bị lại dữ liệu address thì đây có cái file address bzr address không đây nè rồi mình cũng phải chuẩn bị dữ liệu giống như nãy giờ chuẩn bị vậy đó nè cái này là cà cót nè mã nè đó line nè đó bỏ vô nè thì coi cái file exit của anh á chuẩn bị sao chuẩn bị không vậy nên chuẩn bị theo cái cách chuẩn bị giống vậy rồi bỏ vô và đổ được chưa rồi nha rồi để xuống video nữa cho nha rồi.